Tina phát hiện ra bẩn này, Tina đem ra giặt hả? Đấy, đến để giặt cho Tina nhá. Đấy, Tina vặn nước nữa này. Đấy. Rồi, Tina ngồi đây chờ mẹ nhá. Tina ở đây nhá. Chờ mẹ, đến mẹ đi lấy xà bông nhá. Tina nhá.
Tina muốn mở sổ bông cho mẹ hả? Để mẹ mở cho. Tina lại đây dặn mẹ không? Ngửi thấy mì thơm chưa con? Để mẹ giặt nhá. Đi mở nước cho mẹ nha. Ngửi mẹ đủ rồi, mẹ giặt thơm mày mà. Để mẹ vặn nước nha. Ngồi yên đi, ngồi yên đi, ngồi yên tiểu vậy, ngồi lại nha. Xài nhớ Tina này. Đây. Xài nhớ nha. Mẹ cho tay Tina nào. Để vào mẹ phơi quần áo nhé. Thank you.
2 tấn gì con? Đây. Tại phải quần áo này nè. Thì nào uống đi nhá. Để mẹ gọt trái cho thì nào ăn nữa nhá. Thì nào uống một hơi vậy đấy. Còn một chút xíu nữa uống hết đi con. Hết chưa? Giỏi lắm nha. Đây, mẹ cũng gọt xong như Tina này đây. Tina để bình sữa lên con. Này, để bình sữa lên nè. Tina giỏi quá. Tina phụ mẹ giặt đồ nên là Tina đói bụng nha. Uống hết sữa luôn. Táo ngon thế. Nha, táo ngon thế. Ăn đi, hết lên mẹ lên nữa nhá. Con ấy nha, ăn đi.